Hi, this is Mark, the principal of First Minute Design School. As a designer, I have been in the industry for over 20 years, and the establishment of this school is a result of our vision to be the first class design school whereby we try to nurture and develop young minds to be future designpreneur like myself. We're very intertwined with the industry because we own about 10 design studios in Singapore and another 9 or 10 regionally in Asia. What is so different about FMDS is we give students life projects. I think no other school in Singapore actually gives students real life projects. I can learn from the lecturer the real, they know the field in here, and also they can share their experience with us. It's been really enjoyable, the experience, because the way they teach us is like industry based teaching, so we actually get to know how like the real stuff works. In a real design agency, you will always work with limited resources. Unlike other schools where they don't teach that yet. So we really get to know how it's like once we're in the real world, like working. This is the only school in Singapore that is owned and managed by a practitioner like us, and therefore students will have a chance to work with a professional like us in Singapore. And as a result of our industry-based teaching, students will learn the real thing in terms of the technique as well as the business strategic part. Okay, this school basically, if you look at it, it's quite small, but then it has everything that you need. It's not your conventional school. It looks more like a studio than a school, which is quite cool. And it's very family-oriented, as in everyone knows everyone. Even the lecturers and us, we are like friends. Yeah, even Mark. So yeah, it's not so much of like other big schools where you have different like rooms and then you start to get disconnected from your lecturers because you can't ask them questions. And yeah, so it's small, but yeah, it's very nice. So we welcome students who are keen to study design. And if you want to learn more about design. If you want to have a first-hand experience of industry practice. If you're looking for a school that's going to train you to be ready for the industry, and come and join me at First Media Design School. I love First Media Design School. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý chọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh.
Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.